Hà Tĩnh hiện có tổng đàn trâu bò trên 250.000 con, đàn hươu trên 46.000 con. Trong đó riêng huyện Hương Khê có tổng đàn trâu bò trên 34.000 con. Để phục vụ chăn nuôi, người dân chủ yếu sử dụng thức ăn thô xanh. Tuy nhiên vào mùa đông, nhất là thời điểm mưa lụt kéo dài, nguồn thức ăn xanh sẽ không đáp ứng đủ, dẫn đến khan hiếm. Vì vậy trước đây, ở các huyện miền núi của Hà Tĩnh vẫn thường xảy ra tình trạng trâu bò chết đói, chết rét. Hà Tĩnh thì đang tập trung sản xuất chăn nuôi theo hướng hàng hóa trang trại, quy mô càng ngày lớn hơn. Vì vậy cái việc mà bà con chăn nuôi sử dụng các loại thức ăn tự nhiên, rơm rạ thông thường thì sẽ không đáp ứng được cái nhu cầu thức ăn thô xanh cho gia súc. Vì vậy cái ngành chuyên môn khuyến cáo là bà con nên tìm hiểu các cái biện pháp như là ủ chua, ủ rê để tăng cái hiệu quả sử dụng thức ăn. Thứ hai là mình bảo quản được cái thức ăn trong để phục vụ cho những người mua mà thiếu thức ăn thô xanh. Năm 2021, huyện Hương Khê là địa phương đầu tiên ở Hà Tĩnh đã vận động khuyến khích và tổ chức tập huấn để người dân xây dựng mô hình ủ chua thức ăn chăn nuôi. Đi đầu thực hiện mô hình này là hợp tác xã Thông Hà ở xã Hương Vĩnh đang chăn nuôi trâu quy mô lớn từ 300 đến 500 con. Các nguồn nguyên liệu sẵn có như cây ngô sinh khối, cỏ voi, rơm, cây lạc và các phụ phẩm nông nghiệp đã được sử dụng làm nguyên liệu ủ chua thức ăn. Và hàng năm trong 6 tháng của mùa mưa, mùa đông, đàn trâu của hợp tác xã sử dụng 80% thức ăn ủ chua. Quan trọng nhất là phải chủ động được cái nguồn thức ăn. Mà nguồn thức ăn thì ở chúng ta thì nó chủ yếu là sản xuất theo mùa vụ. Cho nên là buộc là chủ cơ sở phải tiến hành các cái công tác là dự trữ thức ăn bằng cách là ủ chua. Thì để dự trữ vào những cái tháng mưa không có thức ăn xanh thì phải sử dụng bằng ủ chua. Đến nay trên địa bàn toàn huyện, nhiều hộ dân đã thực hiện mô hình ủ chua thức ăn chăn nuôi, chủ yếu từ các nguồn nguyên liệu sẵn có như cây ngô, cỏ trồng trong vườn và ngoài đồng. Mô hình góp phần dự trữ, khai thác hiệu quả nguồn thức ăn thô xanh và các phụ phẩm của ngành nông nghiệp cho vật nuôi, khắc phục tình trạng khan hiếm thức ăn chăn nuôi vào mùa mưa hoặc là những ngày đông giá rét. Nhờ vậy, nhiều hộ đã tiến hành tăng đàn, mở rộng quy mô và tiến hành nuôi nhốt, thuận lợi cho việc chăm sóc vật nuôi, kiểm soát được dịch bệnh. Từ khi phát triển cái mô hình ủ chua này thì tôi cảm thấy là chủ động được nguồn thức ăn. Ủ vậy này là chủ động cái thức ăn để cái mùa mưa thôi. Nguyên liệu làm thức ăn ủ chua rất đa dạng, đó là các phần còn lại sau thu hoạch như thân lá cây ngô, ngọn lá mía, ngọn lá sắn, các loại cỏ. Tuy nhiên sau thu cắt tránh để lâu, dễ bị thối, ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Nếu nguyên liệu sũng nước, có thể phơi tái trước khi ủ. Đảm bảo độ ẩm trung bình khoảng 65-70%. Nguyên liệu trước khi ủ phải đảm bảo sạch sẽ, sau đó cắt nhỏ để có thể nén chặt trong quá trình ủ và thuận tiện cho gia súc ăn sau này. Phương pháp ủ chua thức ăn thực hiện rất đơn giản với 3 bước cơ bản. Bước 1, băm ngắn nguyên liệu ủ như ngô, cỏ với kích cỡ từ 3 đến 5cm. Bước 2, phối trộn các chất bổ sung với tỷ lệ phù hợp và đảm bảo được trộn đều vào nguyên liệu đã được băm ngắn. Bước 3, nén nguyên liệu ủ vào vật dụng chứa. Cho hỗn hợp đã được trộn đều vào vật dụng chứa, nén chặt, đậy hoặc bịt kín và để vào nơi râm mát. Thời gian ủ ít nhất 2 tuần, sau đó có thể lấy thức ăn đã ủ ra để sử dụng cho vật nuôi. Ủ chua thức ăn sẽ kích thích vị giác cho trâu bò, cải thiện và nâng cao chất lượng dinh dưỡng thức ăn, giúp vật nuôi tiêu hóa tốt, tăng sức đề kháng, phòng chống dịch bệnh. Nếu bảo quản tốt, thức ăn có thể dự trữ được 6 tháng. Lưu ý trong cái thức ăn ủ chua ấy, thì phải đảm bảo nén chặt các cái vật liệu ủ và trong bao kín hoặc là hố ủ. Thứ hai là trước khi sử dụng thức ăn thì phải kiểm tra cái chất lượng thức ăn. Nếu thức ăn không có mùi lạ, có màu vàng tươi tự nhiên thì có thể sử dụng thức ăn. Thứ hai, trong sử dụng thức ăn ủ chua thì mình phải tăng tỷ lệ tăng dần cái tỷ lệ thức ăn ủ chua và theo dõi quá trình ăn để có cái điều chỉnh phù hợp. Với tổng đàn trâu bò hiện có trên 34.000 con, hiện nay huyện Hương Khê đang tiếp tục tăng đàn trong thời gian tới, theo hướng chuyển từ chăn nuôi nông hộ sang chăn nuôi gia trại, trang trại. Với những lợi ích thiết thực, mô hình ủ chua thức ăn này đang cho thấy là giải pháp hữu hiệu
trong việc chủ động nguồn thức ăn chăn nuôi, góp phần để huyện Hương Khê phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa. Trong những năm tới thì đặc biệt Hương Vĩnh thì sẽ phát tập xây dựng cái kế hoạch về mô hình ủ chua. Cái mô hình này là phát triển rất tốt về cho bà con, đặc biệt là mô hình này là về bà con nhân rộng, nhà nào cũng có mô hình, vừa tiêu thụ về cây ngô sinh khối, vừa tập trung chăn nuôi trâu bò hươu. Thì sắp tới thì Hương Vĩnh chuyển hướng sang là chủ yếu là về sản xuất ngô và trồng cỏ và tập trung cây nguyên liệu cho thức ăn cho trâu bò hươu và các loài gia cầm khác. Hiệu quả thứ nhất là về cái phòng chống đói rét và dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Thứ hai đó là cái tăng sinh khối cho đàn vật nuôi trong cái một chu kỳ chăn nuôi. Cái thứ ba là cái tận dụng được cái nguồn thức ăn từ cái cây ngô sinh khối và các cái phụ phẩm nông nghiệp. Và thời gian tới thì phòng nông nghiệp cùng với các đơn vị và địa phương liên quan sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động để nhân rộng các cái mô hình ủ chua cho thức ăn cho chăn nuôi. Đến nay trên địa bàn huyện Hương Khê đã xây dựng được trên 500 mô hình ủ chua thức ăn chăn nuôi. Từ mô hình này, người dân ở đây đang khai thác các nguồn tài nguyên tại chỗ để phát triển chăn nuôi, chủ động được nguồn thức ăn cho trâu bò vào thời điểm khan hiếm thức ăn, đồng thời chuyển dần từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung trang trại, phát triển chăn nuôi hiệu quả, bền vững.